Các bạn đang nghe truyện nương tử nhà ta là kiếm thần trên kênh TV Audio CV. Chương 331, Thiên hạ vô bất tán yến tịch. Nghe theo lời chu đại nhân, Tần Phong nhanh chóng trở về Tần Phủ, hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ từ vạn dặm xa xôi đã đến Tấn Dương Thành. Khi tiến, thánh chỉ đến, Tần Kiến An và Tần Phong ra tiếp chỉ, truyền vào Tần Phủ. Mọi người trong phủ đều kinh ngạc không thôi. Tần gia sa súc, chỉ là một phụng quốc tướng quân tam phẩm nho nhỏ, làm sao có tư cách để Minh Hoàng nhớ đến, ban truyền thánh chỉ, trong lòng họ, điều đầu tiên nghĩ đến chính là chuyện chẳng lành. Nhị phu nhân ở đại sảnh là người lo lắng nhất, lão gia, có phải lúc đi làm ăn xa, ngài đã chọc giận người không nên chọc, làm chuyện thương thiên hại lý gì không, nếu không, tại sao lại có thánh chỉ ban xuống vô duyên vô cớ? Tần lão gia nhướng mày, có lẽ đã đoán ra được điều gì, thần sắc phức tạp, Phu nhân đừng nghĩ nhiều, bà không nghe thấy Phong Nhi cũng phải tiếp chỉ sao? Nhị phu nhân nghe vậy, hơi thở vào nhẹ nhõm, đúng đúng, Phong Nhi từ trước đến nay luôn đáng tin cậy, Thánh Chỉ cũng đọc đến tên nó, chắc không phải chuyện xấu. Tần Kiến An sắc mặt cứng đờ, ông ta luôn cảm thấy địa vị gia chủ của mình bị nghi ngờ rất nhiều. Thở dài một tiếng, ông ta lên tiếng, mọi người ra tiếp chỉ đi, đừng để chậm trễ. Mọi người Tần phủ nhanh chóng đi ra cổng. Tần Phong bước ra khỏi phủ, đội ngũ tuyên đọc thánh chỉ hùng hậu, vô số bá tánh hiếu kỳ, đứng từ xa trên đường để xem náo nhiệt. Người dẫn đầu đội ngũ là một nam tử, đầu đội luân cân, mặt trường bào trắng rộng thùng thình, thắt lưng bằng đai lưng vân mây, đeo ngọc bội sáng bóng. Trên ngực trường bào có theo hình bút mực. Tần Phong nhìn thấy, suy tư, hắn từng thấy hoa văn đó trong sách, đó là biểu tượng của hạo văn viện ở đế đô. Mà ở đại càng, người phụ trách tuyên đọc thánh chỉ chính là những thư sinh tự cho mình thanh cao xuất thân từ hạo văn viện nam tử áo trắng dẫn đầu vẻ mặt kiêu ngạo thấy mọi người tần phủ đã đến đông đủ liền bắt đầu làm theo trình tự tuyên đọc thánh chỉ khi hai chữ khâm thử kết thúc nội dung thánh chỉ được tuyên đọc xong mọi người tần gia đều kinh ngạc tột độ lão gia được gia quan tiến tước từ phụng quốc tướng quân tam phẩm được thăng lên nhị phẩm không chỉ vậy tần gia tổ trạch trước đây bị bán đi, vậy mà cũng được ban thưởng trả lại. Điều này cũng có nghĩa là, tần gia có thể đường đường chính chính trở về đế đô phụng thiên thành rồi, mà tất cả những điều này, đều là nhờ vào công lao của đại thiếu gia ở Thư Lương Thành. Tần Phong còn chưa kịp hoàng hồn, nam tử áo trắng mắt cao hơn đầu đã bước tới, đưa cho hắn một tấm lệnh bài. Đây là cái gì? Tần Phong tò mò hỏi. Tự mình xem đi. Nam tử áo trắng ra vẻ khinh khỉnh. Tần Phong khóe miệng giật giật, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên lệnh bài bạch ngọc khắc một chữ. Chẳng lẽ đây là lệnh bài của Hạo Văn Viện? Tần Phong kinh ngạc thốt lên, đối phương đưa cho hắn lệnh bài này, là có ý gì? Đến Phụng Thiên Thành, nhớ đến Hạo Văn Viện báo danh. Nam tử áo trắng nói xong, liền xoay người lên ngựa, chỉ là lúc đi còn bổ sung một câu, càng nhanh càng tốt. Vẫn là bộ dạng mắt cao hơn đầu khinh thường người khác trong đại sảnh nhị phu nhân cẩn thận cầm thánh chỉ trong tay đối với những gì vừa xảy ra vẫn còn mơ mơ màng màng lúc tần gia rời khỏi phụng thiên thành bà đã nghĩ cả đời này sợ là không còn cơ hội quay về nữa nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy không hổ là đại ca nhị đệ phát ra từ nội tâm khâm phục nói mọi người tần gia trên dưới cũng đều hoan hô nhảy nhót so với tấn dương thành hẻo lánh đương nhiên là đế đô phụng thiên thành thích hợp để sinh sống hơn, thế nhưng lão gia ngồi ở vị trí chính giữa lại có vẻ không vui lắm. Nhị phu nhân nhận ra điều bất thường liền hỏi, lão gia, ngài được thăng tước, phong nhi có thể vào hạo văn viện tu hành, tổ trạch cũng được ban thưởng trả lại, đây đều là chuyện tốt, sao ngài lại có thần sắc này? Chỉ là cảm khái thôi, dù sao cũng đã ở tấn dương thành này mười mấy năm. Bây giờ lại phải rời đi, thật sự có chút không nở thì ra là vậy thiếp còn tưởng là lão gia chơi vật giá ở đế đô quá đắt đỏ không muốn quay về nhị phu nhân nói tần lão gia nghe vậy sắc mặt cứng đờ sao bà lại có suy nghĩ đó tần gia bây giờ đã khác xưa rồi tài lực trong phủ sống ở đế đô là dư giả nhưng điều đó cũng không liên quan gì đến cha dù sao số tiền đó đều là do đại ca kiếm được nhị đệ nói an nhi nói đúng đó đều là phong nhi có bản lĩnh lão gia sao lại ra vẻ tự mãn như vậy nhị phu nhân kịp thời bổ sung tần lão gia há hốc mồm không nói nên lời đúng lúc mọi người đang cười nói vui vẻ tần phong trong đại sảnh lại ngẩn ngơ nhìn lệnh bài bạch ngọc trong tay không nói một lời nhị đệ thấy vậy liền hỏi đại ca huynh đang nghĩ gì vậy nhị phu nhân cũng quan tâm hỏi phong nhi có tâm sự gì sao tần phong lắc đầu hỏi cha khi nào chúng ta khởi hành đến phụng thiên thành tần kiến an suy nghĩ một lát liền đáp đây là thánh chỉ minh hoàng ban xuống tự nhiên không thể chậm trễ nếu không có gì bất ngờ trong vòng ba ngày chúng ta sẽ lên đường con hiểu rồi tần phong gật gật đầu sau đó tự mình bước ra khỏi đại sảnh nhị phu nhân lo lắng nói lão gia phong nhi đây là cứ để nó đi phong nhi cũng giống ta đều là người trọng tình cảm có lẽ là sống ở đây lâu rồi, đột nhiên phải rời đi, trong lòng không nở. Trên sườn núi ngoài thành, trước mộ Lý Dương tiền bối, Tần Phong vừa rót rượu, vừa hồi tưởng lại từng chút một sau khi xuyên không. Nơi đây có quá nhiều người và việc khiến hắn lưu luyến. Trở về Tấn Dương Thành, gặp gỡ rất nhiều người, Tần Phong đến thính Vũ Hiên. Sư phụ, có lẽ con phải rời đi rồi. Bách Lý Lão Nhân nằm trên ghế mây, ung dung đáp, rời đi thì rời đi, Cần gì phải nói với ta. Đến Hạo Văn Viện ở Phụng Thiên thành, hãy ngẩng cao đầu mà sống, đừng làm mất mặt ta. Sư phụ biết con phải đi đâu sao? Chuyện Tuyên Độc Thánh chỉ đã sớm truyền khắp Tấn Dương thành, ta làm sao không biết được, con cũng đừng quá đau buồn, thiên hạ vô bất tán yến tịch, đời người khó tránh khỏi những lúc phân phân hợp hợp, từ xưa đến nay đều như vậy. Con có lòng nhớ đến ta như vậy, xem như ta không uổng công nhận con làm đồ đệ lão nhân tử lộ ra chút thần sắc an ủi. Tần Phong đáp, sư phụ, người hiểu lầm rồi, đệ tử đến đây chỉ là hy vọng sư phụ thực hiện lời hứa năm xưa. Lời hứa gì, lão nhân tử vẻ mặt nghi hoặc. Người đã từng đáp ứng con, sẽ truyền thụ tiên pháp cho con. Bách lý lão nhân nghe vậy, tức giận thổi râu trừng mắt, ta còn tưởng con luyến tiếc ta, hóa ra là đang nhớ đến tiên pháp. Cúc sang một bên cho ta, đồ tiểu tử vong ân phụ nghĩa tần phong mỉm cười không nói gì thêm hắn vén trường bào lên hai đầu gối quỳ xuống hành lễ bái sư đệ tử bất hiếu không thể ở bên cạnh hầu hạ sư phụ cảm ơn người thời gian qua đã dạy bảo để con được lợi ích rất nhiều lão nhân tử há hốc mồm tuy đã sống qua vô số năm tháng chứng kiến vô số sinh ly tử biệt nhưng lúc này cũng không khỏi xúc động ông ta vươn tay phải ra thính vũ hiên phía sau sau một trận rung chuyển liền biến thành một tiểu đình viện. Tiếp đó chỉ thấy lão nhân tử đưa ngón tay điểm lên trán Tần Phong, Thính Vũ Hiên liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào mi tâm hắn. Tần Phong kinh hãi, sư phụ, người đây là. Lúc chia tay, Thính Vũ Hiên này coi như là quà chia tay của ta. Tiểu tử, nhớ kỹ, nơi nào càng sáng sủa thì bóng tối càng sâu thẳm. Phụng Thiên Thành là nơi mà người đời ao ước. Nhưng bên trong lại ẩn chứa những góc khuất vượt xa tưởng tượng của thế nhân. Con đừng để đánh mất bản tâm của mình ở đó. Nếu như ngày sau có lạc lối, hãy nhớ lại câu trả lời của chính mình khi tự vấn lòng mình. Không quên mục đích ban đầu, mới có thể đi đến được kết quả cuối cùng. Tần Phong chấp tay cúi đầu đáp, đệ tử, ghi nhớ trong lòng. Trạng sáng hai ngày sau, mọi người trong Tần phủ đã thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường. Tiểu Bạch ôm chặt lấy chân Tần Phong, vẻ mặt quyến luyến không nở. Mặt tỷ tỷ, ta đã chiêu mộ thêm một số hạ nhân cho tỷ, sau khi rời khỏi Tấn Dương Thành, Tần Phủ này sẽ giao cho tỷ. Sau này nếu có thời gian, ta sẽ quay lại thăm hai người. Tần Phong mỉm cười nói. Ban đầu hắn định đưa cả hai người họ cùng đến Phụng Thiên Thành. Nhưng theo ý của mặt tỷ tỷ, kết giới hộ thành của Phụng Thiên Thành không thể so sánh với Tấn Dương Thành và Thiên Thành. Bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng khó có thể đặt chân vào trong, nếu nàng ấy mang Tiểu Bạch đi theo, kết quả tốt nhất e rằng cũng sẽ bị nhốt vào cửu trọng ngục ở đế đô. Nghe được lời này, bất đắc dĩ, Tần Phong chỉ đành bỏ ý định. mặt Tam Di mặc áo choàng đen khoanh tay trước ngực, cố ý ưỡn người, khiến Lam Ngưng Sương đứng bên cạnh cảnh giác nhìn. Đệ đệ sắp đi rồi, ta là tỷ tỷ thật sự rất không nỡ, trên người tỷ tỷ cũng không có gì đáng giá để tặng đệ vật nhỏ này đệ hãy cầm lấy vừa nói mặt tam di vừa đưa tay vào trong cổ áo không biết từ đâu lấy ra một vật hình dọc nước trong suốt như pha lê mặt tỷ tỷ đây là vật gì tần phong tò mò hỏi đây là vật mà đại tỷ đã giao cho ta chỉ cần ở đại càng tây vực để có vật này trong tay bất kể là người của thế lực nào cũng sẽ nể mặt đệ hơn nữa nếu ở tây vực gặp phải nguy hiểm đệ hãy dẫn động thần thức vào trong đó nếu gần đó có thuộc hạ của đại tỷ, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện cứu đệ. Tần Phong nghe vậy, hai mắt sáng lên, đây quả là một thứ tốt, nhận lấy, nhận lấy. Hắn dừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì, bèn mở miệng hỏi, vậy nếu là ở bên ngoài Tây Vực thì sao? Mặt Tam Di vuốt ve má, cười đáp, vậy thì không có tác dụng gì lớn. À. Sau khi chào hỏi thêm vài câu với mặt tỷ tỷ và tiểu bạch, cuối cùng cũng đến lúc phải đi vừa quay người định bước lên xe ngựa, hắn đã nhìn thấy từ xa một thiếu niên mặc áo vải thô, tay cầm một chồng sách. Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, đây đã là lần thứ 10 đối phương đến đổi sách, tính ra trung bình mỗi ngày thiếu niên lang này có thể ghi nhớ được 2 đến 3 quyển sách, quả thật là thiên phú dị bẩm. Tần ca ca, huynh muốn đi rồi sao, đi đến trước mặt hắn, thiếu niên lang lưu luyến hỏi. Ừ, phải đi rồi, ta đã nói với người ở lại tần phủ, sau này đệ xem hết sách cứ tiếp tục đến đây đổi sách là được tần phong vỗ vai đối phương ta còn có thể gặp lại huynh sao thiếu niên mong chờ hỏi chỉ cần đệ có thể ghi nhớ thành công một vạn cuốn sách bước vào văn thánh đạo giả chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại để lại câu nói này tần phong bước lên xe ngựa thiếu niên nhìn theo bóng dáng đội ngũ dần khuất xa siết chặt nắm tay ánh mắt vô cùng kiên định khoảng cách từ Tấn Dương Thành đến đế đô quả thật là 10 vạn 8 nghìn dặm. Đoàn người Tần Phủ, dù là di chuyển trên hoa dung đạo ở Nam Vực, cũng phải mất gần 3 ngày đêm mới đến được nơi mà vô số người đại càng mơ ước, Phụng Thiên Thành, hoa dung đạo đã đủ rộng rãi, nhưng khi đến con đường chính tiến vào Phụng Thiên Thành, sự rộng rãi đó lại có vẻ hơi nhỏ bé. Cảm giác đó đối với Tần Phong, giống như dòng suối nhỏ, hồ nước chảy vào biển cả. Xe ngựa qua lại tấp nập, trong đó kiệu hoa sang trọng càng nhiều vô số kể trước đây nếu có thể nhìn thấy một con tuấn mã đã là rất hiếm có nhưng ở đây những con tuấn mã quý hiếm đó lại phổ biến như hàng hóa ở chợ trời tần phong thậm chí còn nhìn thấy con tuấn mã trong truyền thuyết long câu đó là tọa kỵ mà chỉ có hoàng thân quốc thích mới được trang bị không biết trong kiệu hoa kia là ai nhỉ tần phong lẩm bẩm theo dòng người tiếp tục tiến về phía cổng thành phụng thiên thành sau khoảng một nén nhang mới đến lượt đoàn người tần phong lính canh ở cổng thành không thể nói là ít nhìn xuống thắt lưng của những người đó lính canh lại đeo toàn bộ lệnh bài bằng ngọc bích song đồng dị năng mở ra nhìn về phía những người đó thực lực kém nhất cũng là lục phẩm đỉnh phong trong đó thậm chí còn có hai cao thủ cảnh giới ngũ phẩm sau khi trải qua một loạt xác nhận thân phận bọn họ mới được phép đi vào trong phụng thiên thành đế đô được chia thành nội thành và ngoại thành tuy rằng tầng gia hiện tại đã sa sút nhưng tầng gia của tổ tiên từng là tồn tại sánh ngang với liễu gia cũng chính vì vậy tầng gia tổ trạch nằm ở nội thành là một phủ đệ ba gian không chỉ sở hữu một khu nhà lớn mà còn có sáu khu nhà nhỏ tám mươi gian phòng trở về chốn cũ tần lão gia không khỏi cảm khái nhị phu nhân dù sao cũng là nữ nhân không kìm nén được xúc động nước mắt tuôn rơi sau một tiếng gọi đám hạ nhân Nha hoàng vội vàng dở hàng hóa, khuân vác vào tầng phủ. Dù sao cũng là minh hoàng ban tặng nhà, đồ đặt bên trong đều đầy đủ mọi thứ, hơn nữa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chắc hẳn không mất nhiều công sức, mọi người tầng gia có thể dọn vào ở ngay. Tầng lão gia nhìn cây đại thụ trước cửa, không khỏi cảm thán: năm đó khi cả nhà chúng ta chuyển đi, cây bạch quả này chỉ cao hơn một trượng, vậy mà mười mấy năm trôi qua, không ngờ nó đã cao đến ba trượng tần phong nghe vậy nhìn về phía cây đại thụ có lẽ là do khi rời khỏi đế đô tuổi còn nhỏ nên trong ký ức hắn không có ấn tượng gì về cây này nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn nhìn vật nhớ người bồi hồi về quá khứ phong nhi có lẽ con đã quên năm đó ta còn cố ý khắc chiều cao của con lên cây này nhưng thời gian trôi qua đã lâu như vậy chắc hẳn dấu vết đó đã bị mưa gió bào mòn giống như tâm khí của cha con vậy tần lão gia thở dài phong nhi an nhi hai đứa mau lại đây sờ thử cây này xem tần gia chúng ta đời này long đong lận đận nhưng cây bạch quả này lại chưa từng rời khỏi phủ đệ hiện tại ta dường như vẫn có thể cảm nhận được khoảng thời gian ở đây từ trên người nó tần an làm theo nhưng dù sao hắn cũng là võ phu không biết nói lời hoa mỹ chỉ biết gãi đầu nói cha con chẳng cảm nhận được gì cả tần phong lắc đầu trách mắng nhị đệ đệ chỉ dùng tay sờ thì có thể cảm nhận được gì đệ phải dùng tâm để cảm nhận vừa nói hắn nhắm mắt lại gió lạnh thổi qua thổi lá cây xào sạc tần phong lập tức cảm thán cha hình như con nghe thấy tiếng cả nhà năm đó đứng trước cây cầu phúc cho năm mới phong nhi ta hình như cũng nghe thấy nhìn cảnh tượng hai cha con cùng sờ cây liễu kiếm ly và những người khác đứng cách đó không xa cũng có chút xúc động nhưng ngay lúc hai cha con đang hồi tưởng lại quá khứ, dị phu nhân lau nước mắt nơi khóe mắt. Cao mày nói, lão gia, ông đang nói bậy bạ gì vậy? Tần phủ năm đó khi nào thì trồng cây bạch quả? Rõ ràng chúng ta trồng là hai cây hoa quế. Ông còn nói, quế với quý đồng âm, có ý nghĩa trừ tà tụ tài. Ông xem này, còn có dấu vết cưa cây, chắc hẳn cây bạch quả này là do người khác trồng. Tần Phong và Tần lão gia nghe vậy, sắc mặt cứng đờ bàn tay đang chạm vào cây đại thụ cũng từ từ buông xuống có lẽ là để tránh ngại ngùng làm ngưng sương lên tiếng đúng lúc tiểu thư chúng ta vào trong đi dạo một chút nhé Hắc thang đầu lập tức nói ta đi cùng các ngươi chờ đến khi mọi người đã giải tán gần hết tần lão gia nhìn cây bạch quả hai má vẫn còn nóng rang ông ta gọi quản gia đến chỉ vào cây đại thụ nói cây to như vậy chắn trước cửa chẳng phải là cản trở tài lộc vào nhà sao khó trách chủ nhân trước của căn nhà này lại bị đuổi đi ngươi tìm mấy người đến cưa cây này đi càng nhanh càng tốt vâng lão gia quản gia cúi người đáp giao phó xong việc này tần lão gia vội vàng rời đi thấy quản gia nhìn mình tần phong cũng che mặt chạy vào trong phủ lần này thật sự là mất mặt quá rồi sau khi hạ nhân và nha hoàng thu dọn đồ đạc của trần phủ xong xuôi cả nhà họ trần an tọa tại đại sảnh trần kiến an nâng chén trà vuốt ve mặt bàn hồi tưởng lại quá khứ nhưng lần này lại không có ai tiếp lời đặc biệt là tần phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tim coi như không nghe thấy gì hơi lúng túng trần lão gia đặt chén trà xuống ho khan một tiếng nói phong nhi đã trở về phụng thiên thành rồi về tình về lý con nên dẫn kiếm ly về thăm nhà mẹ đẻ một chuyến nhị nương cũng nói đúng vậy khi đi nhớ mang theo chút quà đừng để thất lễ Tần Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, liền gật đầu đồng ý liễu phủ cũng nằm trong nội thành, là một tòa phủ đệ năm Giang. Dưới sự chỉ dẫn của hắc thang đầu, Tần Phong cùng mọi người rất nhanh đã đến liễu phủ. Sắp sửa gặp mẹ vợ và cha vợ, nói không căng thẳng là không thể nào. Tần Phong hít sâu một hơi, người đầu tiên xuống xe ngựa, sau đó vén rèm xe, đưa tay về phía người con gái xinh đẹp trong xe. Liễu kiếm ly khẽ giật mình, sau đó hai má ửng đỏ đưa tay nắm lấy lam ngưng sương ở một bên thấy vậy che miệng cười trộn cô gia và tiểu thư thật sự rất ân ái hộ vệ canh cổng nghe thấy tiếng gõ cửa mở cửa ra trong lòng mừng rỡ tiểu thư đã về hơn nữa giống như lời đồn trước đó thương thế trên người đã khỏi hẳn trao đổi vài câu hộ vệ để lại một câu ta đi bẩm báo gia chủ và phu nhân liền vội vàng chạy vào phủ nhìn thoáng qua liễu phủ rộng lớn tần phong quay sang hỏi nương tử bên cạnh hay là nàng dẫn ta đi dạo một vòng được liễu kiếm ly hé môi mỉm cười rõ ràng là liễu phủ từ nhỏ đã lớn lên quen thuộc nhưng cùng người trong lòng dạo chơi đối với nàng mà nói lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác lão gia chàng nói kiếm ly và tần gia con rể khi nào mới trở về phụng thiên thành trong đại sảnh liễu gia một người phụ nữ dung mạo đoan trang quý phái giữa hai hàng lông mày có chút thần thái giống liễu kiếm ly lên tiếng hỏi. Ngồi bên cạnh, một người đàn ông trung niên mặt mày kiên nghị bất đắc dĩ thở dài, từ sau khi Minh Hoàng ban thánh chỉ, vấn đề này, mỗi ngày nàng ít nhất phải hỏi ba bốn lần. Có hỏi nhiều như vậy sao? Ta sao lại không có ấn tượng, người phụ nữ nghiêng đầu, dường như đang hồi tưởng. Qua một lúc, nàng ta lại lên tiếng, vậy trước đây chàng trả lời thế nào? Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn sang, không nói gì. Người phụ nữ thấy vậy, bỗng nhiên che mặt khóc nức nở, "Được lắm, bây giờ ta nhan sắc phai tàn, chàng cuối cùng cũng chán ghét ta rồi, ngay cả vấn đề của ta cũng không muốn trả lời. Ta quan tâm con gái ruột và con rể thì có gì sai, cho dù mỗi ngày hỏi nhiều thêm vài lần thì có gì sai, như vậy mà chàng đã không kiên nhẫn rồi, lúc trước cưới ta, những lời thề non hẹn biển kia đều bị chàng ném ra sau đầu hết rồi sao?" người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy thái dương âm ỉ đau, bên tai ông ông, thân là đại càng thần hầu quân thống soái uy chấn tứ phương, liễu gia hiện nhiệm gia chủ. Ông ta đã từng đối mặt với núi thay biển máu, đối mặt với công kích trên triều đình, vẫn có thể mặt không đổi sắc, ứng phó trôi chảy. Thế nhưng đối mặt với sự giận dỗi vô cớ và cái miệng của phu nhân nhà mình, thật sự là bó tay. Vì sao con gái dịu dàng, trầm tĩnh, mà người làm mẹ lại như vậy, người đàn ông trung niên trăm nghĩ không ra. Thở nhẹ một hơi, người đàn ông trung niên chậm rãi nói, ta đã nói rồi, Minh Hoàng hạ chỉ, bên nhà thông gia không bao lâu nữa sẽ trở về. Nàng cho dù có sốt ruột, cũng là vô ích, chi bằng kiên nhẫn chờ đợi. Chàng sớm trả lời, chẳng phải là không có chuyện gì sao. Người phụ nữ buông bàn tay đang che mặt ra, nhìn bộ dạng của nàng ta, nào có giống như thật sự khóc, rõ ràng là giả vờ. Người đàn ông trung niên vốn tưởng rằng sau khi trả lời, có thể có được một chút yên tĩnh. Nhưng hộp thoại của người phụ nữ lại được mở ra, lại nhảy không ngừng, nói mãi không thôi. Nàng ta vừa lo lắng con gái ở Tấn Dương Thành ở không quen, lại lo lắng những nơi khác không giống đế đô an toàn như vậy, con gái và nhà thông gia sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, nàng ta lo lắng nhất vẫn là con gái ruột và con rể, bề ngoài hòa hợp, kỳ thực bất hòa, dù sao con gái do mình sinh ra không ai hiểu rõ hơn nàng ta kiếm ly cái gì cũng tốt chỉ là tâm tư đều đặt hết vào việc luyện kiếm nam nhân nào chịu đựng nổi như vậy lúc trước để con bé học võ ta vốn là không đồng ý thế mà chàng và cha lại nói con bé thiên phú dị bẩm không tu hành thần vũ thì đáng tiếc kết quả thì sao con bé ngày đêm luyện kiếm tu hành nữ công gia chánh cái gì cũng không biết nào có giống con gái nhà người ta Tần gia tiểu tử kia tuy ta chưa từng gặp mặt, nhưng nghĩ đến cũng là người không tệ, nếu không cũng không thể chữa khỏi thương thế cho con gái, được Minh Hoàng thưởng thức. Nhưng với tính cách của kiếm ly, e là hai người ngay cả phu thê chi thực cũng chưa có, như vậy sao được? Lại nhảy hồi lâu, người phụ nữ càng nói càng lo lắng, nàng ta phản phất như đã nhìn thấy trước nguy cơ tình cảm của con gái và con rể, thậm chí còn nhìn thấy tờ hưu thư đối phương đưa tới. Nàng ta kinh hãi đứng dậy, đi qua đi lại trong đại sảnh, kiếm ly và tên con rể kia vì sao còn chưa trở về. Người đàn ông trung niên lắc đầu, mạch não của phụ nữ, ông ta suy nghĩ nửa đời người, cũng không thể nào hiểu thấu. Đúng lúc này, hộ vệ canh cổng vội vàng chạy tới, lão gia, phu nhân, tiểu thư và cô gia đến phủ thượng bái phỏng. Thật sao, người phụ nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Người đàn ông trung niên ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, bọn họ đâu? tiểu thư đang dẫn cô gia đi dạo liễu phủ có cần ta dẫn bọn họ đến đây không người đàn ông trung niên vừa định lên tiếng đã bị người phụ nữ ngăn lại chờ một chút có vài chuyện ta muốn xác nhận trước tần phong cùng liễu kiếm ly tay trong tay dạo chơi lam ngưng sương theo sát phía sau bọn họ đi qua đình hoa đi qua cầu hồ còn nhìn thấy nơi luyện võ thời thơ ấu của liễu kiếm ly đến một khuê phòng lam ngưng sương bỗng nhiên lên tiếng nơi này có một vị a à bà biết rất nhiều thứ quy củ của nha hoàng trong phủ cơ bản đều là a à bà dạy ngay cả chuyện nam nữ nói được một nửa liễu kiếm ly quay đầu nhìn sang lam ngưng sương cũng là ý thức được điều gì vội vàng che miệng lại tần phong tuy có chút tò mò nhưng cũng là thức thời không hỏi tiếp đi về hướng đại sảnh liễu gia vừa vặn gặp một lão phụ nhân mặt mày hiền từ lam ngưng sương mừng rỡ tiến lên ôm chầm lấy đối phương liễu kiếm ly cũng là khẽ gật đầu chào hỏi từ cuộc trò chuyện của mấy người tần phong cũng xác nhận được thân phận của đối phương người này chính là a à bà mà ngưng sương vừa rồi nhắc đến đã sống ở liễu phủ gần hết đời người năm đó kiếm ly cũng là do bà chăm sóc a à bà nhìn thấy liễu kiếm ly đi lại tự nhiên đôi mắt đục ngầu nghẹn ngào nói khỏi rồi là tốt khỏi rồi là tốt rồi vị này chính là tần gia cô gia chữa khỏi thương thế cho tiểu thư sao quả nhiên là nhất biểu nhân tài tần phong cười nói a à bà khỏe a à bà nhìn thoáng qua hai bàn tay nắm chặt của hai người lại nhìn thoáng qua bộ dạng của tiểu thư vui mừng nói phu nhân vốn còn lo lắng quan hệ của tiểu thư và cô gia không được hòa thuận bây giờ xem ra là lo lắng vô cớ rồi nhìn bộ dạng của tiểu thư e là đã cùng cô gia hành phòng sự rồi Lời này vừa nói ra, gương mặt trắng nõn của Liễu Kiếm Ly trong nháy mắt đỏ bừng. Tần Phong có chút kinh ngạc, nhãn lực của a à bà này lại lợi hại như vậy, chuyện này cũng có thể nhìn ra được, thông thường ở thời cổ đại, muốn xác nhận nữ tử có còn là xử nữ hay không, ngoại trừ lúc động phòng chân tướng rõ ràng, thì chính là do bà mối đích thân xác nhận nữ tử có còn nguyên vẹn hay không. A à bà này cũng không cần động tay động chân, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối chỉ có thể nói kinh nghiệm lão luyện quả là một lão si mê mọi người lại trò chuyện thêm vài câu tần phong giả vờ như tình cờ hỏi bà mối làm cách nào có thể nhìn ra một người phụ nữ đã từng trải qua chuyện chăn gối hay chưa hắn không có ý nghĩ gì xấu xa chỉ là với tư cách là một người đọc sách đơn thuần muốn mở mang kiến thức của bản thân mà thôi bà mối mỉm cười đều là kinh nghiệm cả thôi chỉ có thể lĩnh hội không thể nói rõ ra được bất quá cô gia Ta thấy thân thể của ngươi có vẻ hơi hư nhược, có phải đôi khi cảm thấy lực bất tòng tâm hay không, ta có một phương thuốc cổ, lát nữa có thể lấy cho ngươi. Ta không có, ta không có, bà đừng nói bậy. Cảm nhận được ánh mắt của ngưng sương và nương tử, tầng phong mặt mày cứng đờ, vội vàng điện giải, bà mối hẳn là nhìn nhầm rồi, thân thể ta cường tráng lắm. Thấy đối phương còn muốn nói gì đó, hắn vội vàng ngắt lời, giờ cũng không còn sớm nữa ta còn phải đi bái kiến cha mẹ của kiếm ly, xin phép đi trước. Vậy cô gia và tiểu thư đi thông thả. Bà mối cuối người nói. Đợi đến khi ba người đi xa dần, bà mối hướng về một hướng nào đó làm một động tác tay kỳ lạ. Trên đường đi, Lam Ngưng Sương luôn có ý hay vô ý quay đầu nhìn lại. Tần Phong có miệng mà không nói nên lời, chỉ cảm thấy là bà mối kia đã hại hắn thê thảm. Trải qua một đoạn đường dày vò, cuối cùng cũng đến đại sảnh liễu phủ. Sau khi nha hoàng vào trong bẩm báo, Tần Phong rốt cuộc cũng được gặp mặt nhạc phụ và nhạc mẫu trong truyền thuyết. Phải nói rằng, liễu kiếm ly có dung mạo khuyên quốc khuyên thành như vậy, không thể tách rời khỏi ghen tốt của cha mẹ. Chỉ cần nhìn người phụ nữ trên sảnh đường một cái, Tần Phong liền có thể khẳng định, người đó chính là mẹ ruột của liễu kiếm ly, dung mạo giống đến bảy tám phần không nói, thời gian dường như không hề để lại dấu vết gì trên người đối phương nếu như để bà ấy và liễu kiếm ly đứng cạnh nhau cho dù nói là hai chị em chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều người tin nhìn sang vị trung niên còn lại tần phong không khỏi kính nể quy danh của thần hầu quân trong đại càng người nào mà không biết người nào mà không hay quỷ hoạn loạn thế sơn tặc hoành hành thần hầu quân xuất chinh đến nay chưa từng một lần thất bại rất nhiều người thời nay đều đem quân đội này so sánh với thiên chinh quân của vũ sùng hoàng đế năm xưa mà nguyên nhân thần hầu quân có được thành tích đáng tự hào như vậy, cha của Liễu Kiếm Ly, cũng chính là Liễu Gia Gia chủ hiện tại Liễu Thiên Lộc công lao không thể bỏ qua. Thiên phú thần vũ của Liễu Thiên Lộc không có xuất chúng như Liễu Kiếm Ly, bất quá cũng đã đạt đến thần vũ tứ phẩm kim cang bất hoại cảnh giới. Nhưng điều khiến ông ta nổi danh không phải là tu vi của ông ta, mà là thủ đoạn dẫn binh của ông ta, cho dù được xưng là đại càng quân thần cũng không hề quá lời, trận chiến nổi tiếng nhất của thần hầu quân, Chính là trận chiến ở bắc vực Quỷ Sơn Có thể nói là điển hình cho việc lấy ít địch nhiều Lấy yếu thắng mạnh Ba ngàn tướng sĩ đại chiến Năm ngàn yêu quỷ Có thể đại thắng trở về Chính là bởi vì vị nhạc phụ không hay nói cười này Đã vận dụng binh pháp Thiên thời địa lợi nhân hòa đến mức tận cùng Tần phong trong đầu nghĩ đến những chiến tích Kinh thiên động địa nghe đồn Trong lòng dân lên cảm xúc sùng bái Hắn nhận lấy chén trà nha hoàng bưng tới Định kính trà vấn an vị nhạc phụ này nhưng bước chân mới bước được vài bước, vị mỹ phụ nhân kia đã đi tới trước mặt, thích thú đánh giá hắn từ trên xuống dưới. người chính là tần phong. vâng, mẫu thân đại nhân. tần phong cung kính nói. trên đường đến đây, hắn nghe nương tự nhắc tới, vị nhạc mẫu này tên là hậu phi khanh. không tệ, thật sự là không tệ. đã là ngươi và kiếm ly thành thân rồi, xưng hô mẫu thân đại nhân này có vẻ hơi khách sáo, ngươi cũng như kiếm ly, gọi ta là nương là được lúc này biểu hiện của hậu phi khanh thật sự là ứng với câu nói kia con rể càng nhìn càng vừa mắt bà có phản ứng như vậy cũng là chuyện đương nhiên dù sao con rể này dung mạo tuấn lãng không nói còn chữa khỏi kinh mạch bị tổn thương cho liễu kiếm ly quan trọng nhất là bà trước đó đã nhận được tín hiệu của liễu gia a bà con gái và đối phương đã có phu thê chi thực đây chính là tin tức tốt bà còn lo lắng với tính cách của kiếm ly cả đời này sẽ không được ôm cháu trai hay cháu gái Vâng, nương. Tần Phong cười ngại ngùng. A. Hậu Phi khanh đáp lại một tiếng, kéo hắn sang một bên, liền bắt đầu trò chuyện rôm rả. Điều này nằm ngoài dự đoán của Tần Phong, nương tử nếu như đặt vào kiếp trước, tuyệt đối là điển hình cho chứng sợ xã hội. Hắn vốn tưởng rằng tính cách của nương tử là di truyền từ nhạc mẫu, nhưng nhìn vị nhạc mẫu trước mặt thao thao bất tuyệt này, rõ ràng là một người hướng ngoại, may mắn là Tần Phong dù sao cũng đã sống hai đời xem qua đủ loại chuyện cười, đối đáp lại, có thể nói là ứng đối trôi chảy. Cho đến khi đối phương ném ra một quả bom tấn, vậy hai đứa khi nào định sinh con đây? Lời này vừa nói ra, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh. Liễu kiếm ly đỏ bừng mặt, vành tay nhỏ nhắn, hồng nhuận động lòng người, nàng nhìn mẫu thân, trong giọng nói mang theo chút hờn dỗi chưa từng có, nương. Lam ngưng sương yên lặng đứng một bên, nhưng lỗ tai đã sắp dựng đứng lên, tiểu thư và cô gia muốn sinh con, vừa khiến nàng mong chờ vạn phần, vừa khiến nàng hâm mộ không thôi. Đúng lúc Tần Phong sững sờ tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào, vị nhạc phụ vẫn luôn im lặng lên tiếng, được rồi, hai người cũng trò chuyện đủ lâu rồi, ta còn có việc muốn gặp hắn, người ta dẫn đi trước. Nói xong, cũng không để ý đến hậu phi khanh trừng lớn hai mắt, Liễu Thiên Lộc bước ra khỏi đại sảnh trước, đồng thời ra hiệu cho Tần Phong đi theo. Có cớ này, Tần Phong tự nhiên sẽ không bỏ lỡ, chắp tay cúi người cáo lui. Trên đường đi tìm Liễu gia lão gia tử, Liễu Thiên Lộc đột nhiên mở miệng nói, Kiếm Ly tuy là con gái ta, nhưng ta lại chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Năm đó lúc nương nó sinh nó ra, ta còn đang ở Bắc vực Quỷ Sơn giải quyết quỷ hoạn. Ngay cả lúc nó ở Vạn Kiếm Tông độ kiếp thất bại, kinh mạch bị tổn thương trở về, ta cũng đang ở bên ngoài chinh chiến, không thể ở bên cạnh nó tần phong nghe vậy sửng sốt hắn không hiểu vì sao nhạc phụ lại nói những lời này thần hầu quân vì bảo vệ bách tính đại càng quanh năm chinh chiến bên ngoài có tình huống này cũng là chuyện dễ hiểu nhạc phụ đại nhân vì bảo vệ thương sinh đại càng bất đắc dĩ mới như vậy ta tin tưởng kiếm ly sẽ hiểu cho người lời tần phong nói ra đều là xuất phát từ đáy lòng có lẽ vậy dừng một chút liễu thiên lộc lại nói kỳ thực ta rất cảm kích ngươi không chỉ bởi vì ngươi đã chữa khỏi thương thế cho con gái ta mà còn bởi vì ngươi đã thay đổi nó nếu như là trước đây ta tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi có thể nhìn thấy kiếm ly của ngày hôm nay ngươi đã đem những gì ta nợ nó đều bù đắp lại cho nó cái mà ông ta nợ chính là sự đồng hành là sự yêu thương dưới gầm trời này làm sao có người cha nào lại không muốn ở bên cạnh con gái chỉ là thế đạo này có quá nhiều điều bất đắc dĩ mà thôi tần phong có chút cảm khái lập tức bày tỏ quyết tâm của mình nhạc phụ đại nhân yên tâm sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng liễu thiên lộc an ủi gật gật đầu sau đó nói tâm ý của ngươi ta đã cảm nhận được nhưng chỉ như vậy thôi thì còn lâu mới đủ tần phong không hiểu ra sao tu vi của ngươi hiện giờ là gì cách đây không lâu đã bước vào văn thánh lục phẩm quái mệnh cảnh tần phong thành thật trả lời là lúc ở thư lương thành Liễu Thiên Lộc đang nghe truyện trên TV audio CV như có điều suy nghĩ, tuổi thọ của nhân tộc có hạn, nhưng sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định, tuổi thọ này cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Kiếm Ly đã bước vào tam phẩm, đạt đến kiếm thần cảnh giới, tuổi thọ tự nhiên là hơn xa người thường. Nếu như ngươi muốn được lâu dài bên cạnh nó, Tu Vi hiện tại vẫn còn quá thấp. Thì ra là ý này. Tần Phong trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Lúc này, lại nghe nhạc phụ lần nữa mở miệng hơn nữa có lẽ ngươi không biết người có tu vi cao huyết mạch cũng sẽ phát sinh biến hóa muốn sinh con nối giỏi cực kỳ không dễ dàng với tu vi hiện tại của ngươi muốn sinh con đẻ cái với kiếm ly vẫn còn kém một chút tần phong há miệng đứng hình tại chỗ đạo lý này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói nhưng mà ta thấy mẫu thân đại nhân cũng không có tu vi trong người năm đó là làm sao sinh ra kiếm ly Liễu Thiên Lộc giải thích, cái tu vi trên lệch này chỉ nhắm vào nam tính mà nói, giống như Long tộc. Cường đại như Long tộc, nam tính trong tộc bất kể kết hợp với chủng tộc nào đều cực kỳ dễ dàng sinh hạ con nối giỏi, đó là bởi vì huyết mạch thiên phú trong cơ thể bọn họ là hiếm có trên thế gian. Nhưng nếu là nữ tính Long tộc kết hợp với ngoại tộc, lại cực kỳ khó sinh hạ con nối giỏi, đó là bởi vì rất ít người có thể áp chế được huyết mạch Long tộc của các nàng lại có chuyện như vậy ở cái thế đạo này còn phân biệt nam nữ rốt cuộc nam nhân khi nào mới có thể ngẩng mặt lên được tần phong tức dẫn đến toàn thân run rẩy trách không được cùng nương tử cày cấy số lần không ít lại thủy chung không thấy động tĩnh không nghĩ tới là huyết mạch trong cơ thể đối phương căn bản không coi trọng thứ đồ chơi của mình tu vi của nam tử kém nữ tử quá nhiều dẫn đến không mang thai được đây có tính là nỗi khổ tâm khó nói của thời đại cũ hay không có lẽ là nhìn ra tâm tư của hắn liễu thiên lộc an ủi ngươi cũng không cần lo lắng chỉ cần ngươi có thể tu hành đến cảnh giới tứ phẩm vấn đề này liền có thể dễ dàng giải quyết tần phong nghe vậy hơi thở phào nhẹ nhõm giữa tứ phẩm và tam phẩm có một con hào ngăn cách thiên địa bá quyền ấn chứng độ khó khi thăng cấp của hai bên có thể nói là một trời một vực bất quá cho dù như thế muốn thăng cấp tứ phẩm cũng không phải là một chuyện dễ dàng ta sẽ cố gắng nâng cao tu vi tần phong cắn răng nói hôm nay lý do hắn liều mạng nâng cao tu vi lại thêm một cái đó chính là vì để hài tử có thể sớm một chút mở mắt nhìn thế giới không bao lâu sau dưới sự dẫn dắt của nhạc phụ tần phong đi tới một chỗ biệt viện cha ta mang người tới rồi lời nói vừa dứt cửa viện không gió tự mở một đạo thanh âm tang thương từ trong viện truyền ra vào đi bước qua cửa trong sân vô cùng giản dị ngoại trừ mấy cây tùng bách chính là một bàn bốn ghế trên một ghế đang ngồi một vị lão giả tóc bạc phơ nghĩ đến chính là lão gia tử của liễu gia đương triều phụ quốc công liễu nguyên lão gia tử nghiêng mắt nhìn sang trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng ngươi chính là tần phong không tệ vinh quang tổ tiên tần gia có lẽ có thể ở thế hệ của ngươi một lần nữa phát dương quan đại lão gia tử quá khen Tần Phong Kim Tốn nói, lão gia tử ra hiệu hai người ngồi xuống, tiếp đó chỉ thấy chén rượu trên bàn vậy mà tự động rơi vào trước mặt ba người. Đây là thủ đoạn kình khí ngoại phát, có thể khống chế kình khí đến mức độ như ý đến vậy, đủ thấy tu vi của lão gia tử cao thâm. Mà sự thật cũng chính là như thế, là cây trụ vàng của Liễu gia, tu vi của Liễu Nguyên lão gia tử đã đến cảnh giới tam phẩm đỉnh phong, cách cái nhị phẩm cảnh giới trong truyền thuyết kia chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Bất quá bước cuối cùng này, lại đã làm lão trần trừ hơn 10 năm. Tần Phong vừa định bưng bình rượu lên rót rượu cho lão gia tử, lại nghe đối phương mở miệng hỏi, có biết ta vì sao muốn gặp ngươi không? Động tác trên tay dừng lại, Tần Phong đáp, phụng thiên thành nước sâu, lão gia tử có lẽ là muốn chỉ điểm vãn bối một hai, để tránh đi nhầm đường. Liễu Nguyên nghe vậy, hài lòng gật gật đầu, năm đó trơ mắt nhìn Tần Gia rời khỏi phụng thiên thành, kỳ thật ta cũng có nghĩ tới ngăn cản nhưng mà tần gia suy yếu rời xa những mũi tên bắn lén kia tránh né mũi nhọn lui đến nơi khác cũng là một lựa chọn không tệ liễu gia kỳ thật có lỗi với ngươi nếu không phải là hôn ước của tổ tiên đem kiếm ly gả cho ngươi ngươi cũng sẽ không ở lúc còn nhỏ gặp phải nhiều tai bay vạ gió như vậy thậm chí liên lụy đến toàn bộ tần gia cho dù ngươi đối với liễu gia sinh lòng oán hận ta cũng có thể lý giải lão gia tử nghĩ nhiều rồi, cưới được kiếm ly là phúc phận ba đời của ta tu luyện mà có, làm sao có thể sinh lòng oán hận. Chỉ là có một số việc, vãn bối vẫn là muốn biết, ở Phụng Thiên Thành nhắm vào tần gia rốt cuộc có những ai. Tần Phong tò mò hỏi. Cũng không phải là hắn muốn trả thù sau, dù sao hiện tại hắn cũng không có năng lực đó. Chỉ là muốn biết trước địch nhân có những ai, mới có thể càng tốt hơn đề phòng. Lão gia tử chậm rãi mở miệng, vậy thì nhiều lắm tiếp đó tần phong liền nghe lão gia tử đọc ra mấy chục cái chức quan những chức quan này còn không phải là nhàn tản mà là nắm giữ thực quyền tần phong càng nghe càng kinh hãi hắn vẫn là coi thường mị lực của nương tử nhà mình những quan viên này phân bố ở các bộ môn khác nhau trong đế đô nếu như muốn tiếp tục nhắm vào tần gia vậy tần gia có thể nói là khó mà di chuyển hắn đột nhiên có chút muốn trốn về tấn dương thành có lẽ là nhìn ra tâm tư của hắn, liễu nguyên lão gia tử cười nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đó đều là chuyện quá khứ, dù sao ngươi và kiếm ly đã có danh phận vợ chồng. Tần Phong nhớ mày. Đúng vậy, những người đó lúc trước sở dĩ muốn nhắm vào tần gia, không gì khác hơn là không muốn để tần gia và liễu gia kết thân mà thôi. Ai mà không muốn cưới nữ tử như liễu kiếm ly, thứ nhất là bởi vì Minh Hoàng say rượu nói lỡ lời, cưới liễu kiếm ly có thể bảo đảm gia tộc hưng thịnh trăm năm một vị thần vũ cao thủ tiền đồ bất khả hạn lượng lẽ ra phải có năng lực này thứ hai cũng là có thể leo lên liễu gia cái cây đại thụ này nhưng mà theo một đã thành thuyền danh phận vợ chồng đã được xác định bọn họ lại nhắm vào tần gia liền không còn có bất kỳ đạo lý gì ngược lại sẽ tự dưng trước lấy kẻ địch ngay tại lúc này tần phong đột nhiên nghĩ đến cái gì lên tiếng hỏi kỳ thật vãn bối có một việc vẫn luôn không hiểu, lúc trước ngày thành thân, con trai của binh bộ thượng Thư Lan đường hiên tới đại náo hôn lễ, hắn muốn làm gì? Binh bộ thượng Thư Lan tuy là đại thần nắm giữ thực quyền, nhưng đối với đại càng phụ quốc công vẫn là có chút không đủ nhìn. Cho dù binh bộ và thần hầu quân vẫn luôn bất hòa, vậy cũng nên là ở trên triều đường lẫn nhau công kích, mà không phải là ở ngày thành thân của hai nhà đại náo một trận. Dù sao đây tương đương với là đang đánh vào mặt phụ quốc công, một khi không tốt, có thể là cục diện bất tử bất hưu. Binh bộ thượng Thư Lan nếu có chút đầu óc, cũng không có khả năng làm ra cử chỉ như vậy. Trừ phi người ra lệnh cho đường hiên kia cũng không phải là bản thân binh bộ thượng Thư Lan. Lão gia tự đáp, đường hiên là đang thay người phía trên nào đó thăm dò liễu gia chúng ta. Người phía trên nào đó. Tần phong đồng tử hơi co lại, việc này liền có chút đáng để suy nghĩ ở đại càng dám thăm dò phụ quốc công tuyệt đối có thể đếm trên đầu ngón tay mà trong đó phần lớn đều là hoàng thân quốc thích nhìn tần phong thần sắc biến ảo liễu nguyên lão gia tử nói ngươi cũng không cần đoán mò hôn sự của liễu tần hai nhà được minh hoàng cho phép bất kể vị kia trước đó có ý đồ gì hiện tại ngươi đã trở lại đế đô phụng thiên thành hắn còn muốn động đến ngươi còn phải xem liễu gia có đồng ý hay không lão gia tử nói lời này lúc ngữ khí tuy bình tĩnh nhưng Tần Phong lại nghe ra được sóng ngầm mãnh liệt. Nghĩ lại cũng phải, tôn nữ bảo bối nhà mình ở lúc thành thân, bị người ngăn cản khiêu khích, đổi lại là ai cũng phải tức giận. Còn có lời nói bá khí cùng tính cách bên vực con rể của lão gia tử, khiến Tần Phong khá là hài lòng, cái chỗ dựa này thật sự là khiến người ta an tâm. Gia gia, không nói những chuyện mất hứng kia nữa, vãn bối kính ngài và cha một ly. Xưng hô thay đổi, khiến khóe miệng lão gia tử nhếch lên. Tiểu tử này thật đúng là giảo hoạt, trách không được có thể có được phương tâm của kiếm ly. Liễu Thiên Lộc không thích nói cười trong lòng thầm nghĩ. Giây phút bình rượu được rót ra, hương rượu quen thuộc sọc vào mũi. Đây là, tầng phong trợn tròn mắt. Liễu Nguyên cười nói, chắc hẳn là chưa từng ngửi thấy hương rượu nào như vậy phải không? Đây chính là rượu được ủ từ tử phường mà thần công phòng mới khai trương không lâu. Hương vị đậm đà, dư vị kéo dài, cho dù so với túy sinh mộng tử của trích tinh lâu cũng không hề kém cạnh. Loại rượu này được chia thành nhiều phẩm cấp, hơn nữa mỗi tháng đều bán giới hạn, nếu không phải ta và nguyên trai của thần công phòng có chút giao tình, thì loại rượu thượng hạng này, cho dù có tiền cũng không mua được. Rượu này có phải là tiên nhân túy không? Tần Phong hỏi. Hửng. Ngươi biết loại rượu này, liễu lão gia tử thần sắc hiếu kỳ, liễu thiên lộc ở bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn sang. Tần Phong khóe miệng giật giật, có thể không biết sao, loại rượu này chính là do hắn bảo thần công phòng ủ chế. Hơn nữa, nguyên trai lão gia tử quả nhiên giữ đúng lời hứa, mỗi tháng bán giới hạn không nói, rượu nguyên chất chưa pha loãng cũng được kiểm soát nghiêm ngặt. Loại rượu thượng hạng mà liễu lão gia tử gọi là, Tần Phong chỉ cần ngửi một cái là có thể biết, đầy đủ cũng chỉ là loại ba mà thôi. Thật ra vãn bối có mang theo một ít lễ vật, chính là tiên nhân túy này tần phong có chút ngại ngùng sau đó từ trong những trữ vật lấy ra ba vò rượu nguyên chất làm như vậy có thể sẽ khiến cho giao tình của liễu lão gia tử và nguyên trai xuất hiện một số vấn đề nhưng hắn cũng không mang theo lễ vật nào khác nên cũng không quản được nhiều như vậy nhìn thấy vò rượu liễu nguyên và liễu thiên lộc nhướng mày loại rượu ngon như tiên nhân túy đều được bán theo bình chưa từng có ai mua được rượu theo vò hơn nữa còn là ba vò thêm vào đó tần phong trước đây chưa từng đến phụng thiên thành cho nên liễu nguyên và liễu thiên lộc trong lòng đều có một suy đoán tên tiểu tử này bị người ta lừa rồi nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tần phong đến liễu phủ bái phỏng vì để giữ thể diện cho đối phương liễu nguyên và liễu thiên lộc đều ngầm hiểu giả vờ như không biết tâm ý của người ta nhận để vò rượu sang một bên đi liễu lão gia tử vuốt râu cười nói đã lấy ra rồi cha và gia gia không bằng nếm thử một chút ờ tần phong cũng không để ý đến thần sắc của hai người trực tiếp nhấc một vò rượu đặt lên bàn đá theo sau khi nắp vò rượu được mở ra hương rượu nồng nàn lập tức tràn ngập trong tiểu viện khiến người ta lưu luyến quên về hương rượu này còn say lòng người hơn cả rượu trong bình đây thật sự là tiên nhân túy liễu lão gia tử kinh ngạc lên tiếng tự nhiên là thật hơn nữa còn là rượu nguyên chất chính hiệu tần phong thầm bổ sung một câu trong lòng Liễu Nguyên và Liễu Thiên Lộc bưng chén rượu lên, chỉ một ngụm đã khiến bọn họ kinh ngạc như gặp tiên. Phẩm chất của loại rượu này, cho dù là túy sinh mộng tử cũng không thể sánh bằng, đặt chén rượu xuống, Liễu Nguyên hứng thú nhìn về phía Tần Phong, Tấn Dương Thành xuất hiện long mạch, nguyên lão gia tử của thần công phòng từng được lệnh, đi xây dựng trấn long bia và kết giới bảo vệ thành. Sau khi trở về, thần công phòng liền xây dựng lại tử phường, ủ ra loại tiên nhân túy này. Có tin tức nói rằng, người đứng sau Trích Tinh lâu từng muốn có được phương pháp ủ chế tiên nhân túy này, nhưng không thành công, liền lui mà cầu tiếp theo muốn tìm kiếm hợp tác, vẫn bị lão già nguyên trai kia từ chối. Mà lý do từ chối lại khiến người ta phải suy ngẫm. Liễu Nguyên đưa ngón tay gõ nhẹ lên bàn đá, đầy ẩn ý nói, lão già kia nói, thần công phòng bọn họ cũng chỉ là thay người khác ủ rượu mà thôi. Quả nhiên là lão hồ ly sống hơn nửa đời người, chỉ cần liên kết một số manh mối lại với nhau, liền tìm ra được chân tướng. Tần Phong thành thật đáp, ngài đoán không sai, người bảo thần công phòng ủ chế tiên nhân túy chính là ta. Liễu lão gia tử cười ha hả, trong thư ngưng sương gửi về trước đó đã nhiều lần nhắc đến, ngươi là một kỳ tài kinh doanh, ta ban đầu còn không tin, dù sao thì phụ thân ngươi. Lời nói dừng một chút, lão gia tử chuyển chủ đề, xem ra ngươi không giống phụ thân ngươi, quả thực có đầu óc kinh doanh. Mà thương nhân thành công thường là người gian xảo xử sự, sự khéo léo ngươi có bản lĩnh này ta rất vui mừng tần phong sắc mặt cứng đờ lão gia tử đây là đang khen hắn hay là đang châm chọc hắn ngươi không cần phải như vậy ta nói đều là lời thật lòng lần này trở về phụng thiên thành ngươi sẽ bước vào hạo văn viện mà những văn thần trong triều đa số đều xuất thân từ hạo văn viện phải biết rằng thiên giám quốc sư vị văn thần lớn nhất hiện nay chính là viện trưởng của hạo văn viện tương lai ngươi cũng sẽ vào triều làm quan người làm quan tự nhiên phải ngay thẳng chính trực nhưng ở trong triều đình này nếu không có chút tâm cơ và thủ đoạn chỉ sẽ bị người khác chèn ép trở nên tầm thường chỉ có gian trá hơn những kẻ tiểu nhân kia mới có thể đứng vững trong triều đình ngươi hiểu chứ tần phong gật đầu lão gia tử đây là đang chỉ điểm cho hắn sư phụ cũng từng nói với hắn những lời tương tự người cổ hủ vào triều làm quan đấu không lại đám gian thần đầy triều, người chính trực dẫn binh đánh giặc, cũng chỉ biết bó tay bó chân. Thế đạo này, xưa nay vẫn vậy. Thấy Tần Phong đã lĩnh hội được ý tứ trong lời nói, Liễu Nguyên lại nhắc đến chuyện ở Thư Lương Thành, chuyện nguy hiểm đêm hôm đó ta đã nghe nói, người bố trí trận pháp ngăn cách tử khí, dùng lôi đình chính khí tiêu diệt hàng ngàn thi quỷ trong thành. Hàng ngàn thi quỷ, có nhiều như vậy sao? Tần Phong kinh ngạc trong lòng, lúc đó hắn chỉ nghĩ đến việc bố trí trận pháp ngăn cách tử khí, giải cứu thư lương thành, cho nên cũng không để ý đến những thứ này. lúc này nghe người khác kể lại trận chiến hôm đó, chỉ cảm thấy bản thân quả thực rất ngưu bức, tin đồn và tình hình thực tế vẫn có chút sai lệch. kỳ thật đêm hôm đó thi quỷ trong thành, e là phải lên đến hàng vạn. tần phong mặt không đỏ tim không đập nói khoát, dù sao ở đây cũng chỉ có một mình hắn là người trong cuộc, thổi phồng một chút cũng không sao nhưng liễu nguyên và liễu thiên lộc là người như thế nào chút tâm tư này căn bản không thể nào qua mắt được bọn họ bản lĩnh nói khoác mà không biết ngượng của ngươi quả thực rất thích hợp làm quan à. chờ đến khi tần phong rời đi liễu thiên lộc hỏi trong hạo văn viện có rất nhiều phe phái vì sao phụ thân không nói rõ với hắn trước ban đầu ta gọi hắn đến đây chính là vì mục đích này nhưng sau khi nhìn thấy tiểu tử này ta lại không muốn lên kế hoạch cho tương lai của hắn nữa với năng lực của hắn hoàn toàn có thể tự mình bước đi trên con đường của riêng mình không phải sao liễu thiên lộc gật đầu lão gia tử đây là đang kỳ vọng rất nhiều vào tên tiểu tử kia ngoảnh đầu nhìn ba vò tiên nhân túy liễu thiên lộc nói ở đây có ba vò rượu ta lấy lời còn chưa dứt liễu nguyên phất tay áo một cái ba vò tiên nhân túy đã không cánh mà bay ngươi muốn nói gì Liễu Thiên Lộc trầm mặt một lát, chắp tay cáo lui. Sau khi dùng bữa tối xong ở Liễu phủ, Tần Phong rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi sự hỏi han dồn dập của lão bà lắm chuyện. Ở cổng Liễu phủ, lão ma ma à a bà ra tiễn, bà ta từ trong ngực lấy ra một tờ đơn thuốc, đưa cho Tần Phong với vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cô gia, thân thể yếu đuối không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Người đọc sách dù sao cũng không bằng võ phu, thân thể không được cường tráng." cho nên càng phải chú ý điều dưỡng đây là phương thuốc gia truyền của nhà ta chỉ cần đúng giờ uống thuốc hiệu quả sẽ thấy rõ ngài không bằng thử xem nói xong cũng không đợi tần phong phản bác a à bà để lại đơn thuốc liền nghênh ngang bỏ đi tần phong nhìn đơn thuốc trong tay lần nữa cảm nhận được ác ý sâu sắc của thời đại này đối với người đọc sách đêm khuya trăng sáng như lưỡi câu tần phong triển khai thần thức hướng về thương khung những ngôi sao mệnh màu trắng vẫn dày đặc như trước phần lớn trong số đó đã được hắn kết nối khí cơ mặc dù đã thành công bước vào cảnh giới lục phẩm quái mệnh nhưng sư phụ từng nói với hắn thường xuyên quan sát sao mệnh có thể khiến văn thánh đạo giả lĩnh ngộ được nhiều điều hơn khi thi triển thuật bói toán cũng sẽ thêm phần thuận buồn xuôi gió chính vì vậy tần phong chưa bao giờ lơ là việc tu luyện này sau khi quan sát sao mệnh hắn dẫn dắt thần thức tiến vào thần hải ngoài lôi đình chính khí và hình chiếu sao mệnh trắng xóa đầy trời trên vấn tâm đài còn lơ lửng một tòa lầu cát chính là thính vũ hiên mà sư phụ ban tặng cho hắn ý niệm vừa động tần phong xuề bàn tay ra lầu cát trên vấn tâm đài liền bay ra khỏi thần hải lơ lửng trên lòng bàn tay hắn lúc này chỉ cần hắn muốn thính vũ hiên có thể hóa thành lầu cát ba tầng trở nên to lớn như lúc ở tấn dương thành hắn thậm chí có thể trực tiếp dẫn dắt thần thức tiến vào thính vũ hiên lật xem sách vở điều này quả thực đã mang đến cho hắn không ít tiện lợi văn thánh đạo giả ngũ phẩm cảnh giới gọi là hạo nhiên cảnh muốn bước vào cảnh giới này cần phải tuân theo nội tâm tuân theo lời thề lúc ở minh tâm cảnh tần phong đặt cuốn sách lấy từ thính vũ hiên xuống bất giác thở dài phương pháp này nói dễ cũng dễ nói khó cũng khó có văn thánh đạo giả trong vòng ba ngày bỗng nhiên giác ngộ bừng tỉnh đại ngộ bước vào ngũ phẩm cảnh giới có văn thánh đạo giả cho dù luôn giữ vững bản tâm cả đời lại vẫn dừng lại ở lục phẩm quái mệnh cảnh tần phong đoán điều này rất có thể là do liên quan đến độ khó của lời thề lúc vấn tâm vậy thử hỏi trên đời này còn có lời thề nào khó thực hiện hơn lời thề mà hắn đã lập ra lúc trước ngay khi hắn đang thở dài cửa phòng bị người ta đẩy ra liễu kiếm ly một thân bạch y bước vào. Nàng bưng trên tay bát thuốc, miệng bát còn bốc khói trắng nghi ngút, hiển nhiên là vừa mới sắc xong chưa lâu. Chỉ cần khẽ ngửi, Tần Phong đã biết rõ tất cả dược liệu có trong bát thuốc. Sắc mặt hắn cứng đờ, dược liệu trong bát thuốc phần lớn là những thứ bổ dương, hơn nữa còn giống hệt với phương thuốc mà lão yêu nữ bạch nhật của liễu gia đưa cho. Chờ đã, đây là ý gì? Tại sao nương tử lại sắc bát thuốc này cho ta, chẳng lẽ nàng cũng cảm thấy ta thân thể yếu đuối không không thể nào trong cơ thể ta có long châu thể lực so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần hơn nữa với tính cách của nương tử tuyệt đối không thể nào có suy nghĩ như vậy đêm nay không có gió nhưng cửa sổ lại truyền đến tiếng động nhẹ ngó theo tiếng động một cái đầu nhanh chóng rụt lại mặc dù đối phương phản ứng rất nhanh nhưng tần phong vẫn đoán được người ngoài cửa sổ chắc chắn là ngưng sương nhớ lại những biểu hiện khác thường của nương tử lúc ở Tấn Dương Thành, chính là do bị ngưng sương xem thoại bản làm hư. Đây là thuốc bổ thiếp vừa mới sắc cho chàng, uống lúc còn nóng đi. Liễu kiếm ly mặt hơi đỏ, lên tiếng nói. Nàng hiển nhiên cũng biết tác dụng của bát thuốc này. Khóe miệng tần phong giật giật, cảm giác võ đại lang này là sao, thôi được rồi, đã sắc xong rồi, không thể phụ lòng tốt của nương tử. Tần phong thở dài một tiếng, nhận lấy bát thuốc uống cạn phải nói là phương thuốc gia truyền của lão yêu nữ quả thực không tầm thường vừa mới uống xong không lâu tần phong đã cảm thấy trong cơ thể có một cổ lực lượng cuồn cuộn như muốn bộc phát điều quan trọng nhất là không biết vì sao nương tử nhà hắn lại đảo mắt mím môi dường như đã hạ quyết tâm hỏi một câu tướng công chàng có muốn có con không lời vừa dứt ngưng sương ở ngoài cửa sổ thức thời rời đi mà đêm nay chú định là một đêm truyền miên sáng sớm hôm sau tần phong sau một đêm cuồng nhiệt chỉ cảm thấy đau lưng mỏi gối bát thuốc này thật sự quá đỉnh thỉnh thoảng một lần thì còn được nếu thường xuyên như vậy e là sống không được bao lâu tần phong cảm thán một tiếng dù sao trên đời này không có đất cày xấu chỉ có trâu cày chết liễu kiếm ly dù sao cũng là thần vũ võ phu cao phẩm sáng sớm đã thức dậy tu luyện nghĩ đến câu hỏi của nương tử tối qua tần phong cũng vén chăn ấm áp lên mặc quần áo vào để con cái có thể sớm ngày nhìn thấy thế giới hắn cũng không thể lười biếng nữa nơi này chính là hạo văn viện tần phong tay cầm lệnh bài ngẩng đầu nhìn ba chữ giác vàng trên tấm biển hôm qua vừa đến phụng thiên thành lại đến phủ tướng quân bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu cho nên việc đến báo danh tự nhiên cũng bị trì hoãn một ngày Hạo văn viện quả nhiên là thánh địa mà các học sĩ thiên hạ đều hướng tới, quy mô không thể nói là không lớn, cho dù nói là cung điện cũng không qua. Bên trong ngoài đình đài lầu các nguy nga tráng lệ, còn có núi non sông nước. Nghe nói, núi non sông nước trong viện không phải là thật, mà là do văn bảo của văn thánh đạo giả hóa thành. Nhìn thấy ngọn núi xanh biếc kia mây mù lượng lờ, tầng phong càng thêm khao khát ngũ phẩm hạo nhiên cảnh dù sao văn thánh đạo giả chỉ khi nào đạt đến ngũ phẩm cảnh giới, mới có thể sử dụng văn bảo, phát huy ra sức mạnh thần dị. Không biết trong hạo văn viện này, có cơ duyên nào giúp ta bước vào ngũ phẩm cảnh giới hay không? Nghĩ như vậy, Tần Phong định bước vào trong viện, nhưng lại bị hai học trò mặc áo trắng đưa tay ngăn cản. Ngươi là ai? Tại sao lại đến hạo văn viện của chúng ta? Một người hất cầm lên tiếng hỏi. Vẻ mặt hai người này ngạo mạn, quả thực giống hệt tên nam tử ngày hôm đó đọc thánh chỉ. Sắc mặt Tần Phong cứng đờ, chẳng lẽ học trò trong hạo văn viện ở Phụng Thiên Thành đều như vậy sao? Hắn giơ lệnh bài trong tay lên, cung kính nói, hai vị, đây là lệnh bài của ta, ta vân mệnh đến đây nhập học. Vừa dứt lời, lệnh bài trong tay hắn đã bị một người giật lấy. Hai học trò canh cổng cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận không có sai sót, mới lên tiếng, chưa đến mùa xuân mà đã chiêu mộ học trò mới, thật là kỳ lạ ngươi tên là gì tần gia tần phong tần phong chờ đã chẳng phải ngươi chính là người đã bày trận pháp ở thư lương thành giải quyết tai họa thi quỷ cách đây không lâu sau hai người nhướng mày lên tiếng ừm hai vị quen biết ta tần phong đầu tiên là lộ ra vẻ mặt hơi tò mò sau đó liền đoán được nguyên nhân nhất định là chuyện hắn anh dũng ở thư lương thành đã truyền đến tai hai người này nhìn xem bộ dạng kinh ngạc của hai người này kìa, bọn họ nhất định rất sùng bái ta. Ngay khi Tần Phong đang tự mãn, phản ứng tiếp theo của hai người lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hừ, không ngờ ngươi còn dám đến đây, một người cười khẩy. Ý gì, Tần Phong nhíu mày, giọng điệu của đối phương khiến hắn rất không vui. Chuyện ở Thư Lương Thành, có thể lừa gạt người đời, nhưng không thể nào qua mắt được chúng ta. Trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, ngay cả học trò trong hạo văn viện chúng ta nghiên cứu trận đạo mười mấy năm cũng chưa chắc đã có thể nhập môn một tên văn thánh đạo giả tự học ở nơi hoang dã như ngươi làm sao có thể làm được nếu ta đoán không lầm nhất định là ngươi đã hứa hẹn với tên họ chu kia rất nhiều chỗ tốt mới khiến hắn nói tốt cho ngươi trước mặt minh hoàng còn mục đích ngươi làm như vậy cũng không khó đoán chẳng phải là vì muốn lừa một tấm lệnh bài có thể vào hạo văn viện học tập sao bọn ta thấy nhiều kẻ như ngươi lắm rồi, vì muốn vào được hạo văn viện mà chẳng từ thủ đoạn nào. Nhưng có nhiều chuyện, ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn rồi. Gà thì mãi là gà, cho dù có cố gắng chen chút vào bầy phượng hoàng thì cũng vẫn chỉ là gà mà thôi. Ta mà là ngươi, thì sẽ ngoan ngoãn cầm lấy miếng lệnh bài này, nhanh chóng trở về. Ít nhất ngươi còn có thể dùng nó để ra oai với những kẻ không hiểu chuyện, như vậy còn hơn là ở hạo văn viện để rồi mất mặt tên còn lại cười khẩy bổ sung một câu hạo văn viện không phải là nơi mà hạng tiện dân như ngươi có thể bước vào nên sớm từ bỏ ý định đó đi tần phong nhíu mày kẻ sĩ không phân biệt cao thấp sang hèn cũng không có ai sinh ra đã hơn người hai tên gác cổng nghe vậy đều sững sờ cứ như vừa nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ một tên ôm bụng cười ha hả tên nhóc thối để ta nói cho ngươi biết con người sinh ra đã được chia thành ba sáu chín đẳng cũng giống như đám đá kia vậy đá tảng thì mãi mãi là đá tảng có đẽo thế nào cũng không thể trở thành ngọc bích được nghe vậy tần phong thở dài một hơi hắn không tức giận mà chỉ cảm thấy bi ai và nực cười hạo văn viện nơi được người đời xưng tụng là thánh địa của kẻ sĩ vậy mà lại dạy ra những học trò như thế này hai tên trước mặt so với vương nghĩa ở thư lương thành thì có gì khác biệt trong mắt bọn chúng con người cũng bị chia thành ba 6. chính đẳng những kẻ tự xưng là tầng lớp thượng lưu như bọn chúng làm sao có thể thấu hiểu được cuộc sống lầm than của bách tính thật nực cười trong mắt Tần Phong thoáng qua một tia bi thương biến lệnh bài Hạo Văn khiến vô số kẻ sĩ thèm muốn trong tay hắn lúc này lại khiến hắn cảm thấy nóng rát vô cùng hắn tự dễ cười một tiếng sư phụ người muốn ta đến nơi này để trao dồi học vấn nhưng có lẽ đệ tử sẽ khiến người thất vọng rồi Hạo Văn viện như thế này không ở cũng được nếu ta muốn trả lại miếng lệnh bài này thì nên giao cho ai tần phong lạnh lùng hỏi ngươi hỏi vậy là có ý gì hai tên kia khó hiểu vật về với chủ cũ ta và hạo văn viện sẽ không còn liên quan gì nữa tần phong kiên quyết nói nhưng hai tên học trò gác cổng hiển nhiên không tin miếng lệnh bài hạo văn mà biết bao kẻ sĩ muốn có được sao có thể có người lại chủ động trả lại thực tế hai tên bọn chúng chỉ muốn dằn mặt tần phong một chút mà thôi dù sao với thân phận của bọn chúng cũng không có quyền ngăn cản người khác vào hạo văn viện. Dựa vào việc cha mình làm quan trong triều, bắt nạt những học trò không có thân phận đã trở thành thú vui thường ngày của bọn chúng. Trước đây cũng có một học trò xuất thân bình dân cứng đầu giống như Tần Phong, nhưng kết quả thì sao, ngoan ngoãn chịu nhục sau đó, chẳng phải vẫn nghiến răng nghiến lợi vào hạo văn viện học tập hay sao, bớt dở trò với bọn ta đi, muốn vào hạo văn viện cũng đơn giản thôi, chỉ cần ngươi chui qua hán bọn ta, bọn ta sẽ. Lời còn chưa dứt, bên tai đã vang lên tiếng sấm sét. Một đạo bạch quan lướt qua hán tên vừa nói, khí thế đáng sợ để lại một đường rảnh sâu trên nền đất cứng, tên kia sợ đến mặt mày tái mét, thân thể loạn choạng ngã về phía sau, đạo bạch quan kia chỉ cần cao hơn một tấc nữa thôi là đã lấy mạng hắn rồi, điều khiến hai tên kia kinh hãi nhất chính là đạo bạch quan đó. Bọn chúng nhận ra nó. Trận pháp bạch lôi, hai tên run rẩy nói. Vậy mà có thể thi triển trận pháp mà không cần khắc họa trận đồ, đây là thủ đoạn ghê gớm cỡ nào, chẳng lẽ chuyện ở Thư Lương Thành đều là thật, bọn chúng kinh hãi tột độ. Ta hỏi lại lần cuối, nếu muốn trả lại lệnh bài hạo văn, thì nên giao cho ai, giọng tần phong vô cùng lạnh lùng. Nếu như ban đầu hắn chỉ là thất vọng, thì khi nghe thấy lời sĩ nhục kia, hắn đã hoàn toàn chết tâm, trong hạo văn viện không thiếu văn thánh đạo giả cao phẩm, có người làm ra chuyện như vậy sao có thể không ai biết chỉ có một lời giải thích duy nhất đó là những người ở trên đang cố tình làm ngơ nghĩ cũng đúng học trò gác cổng còn dám khinh thường kẻ sĩ hàng môn như vậy thì thái độ của những văn thánh đạo giả cao phẩm kia chắc chắn cũng không khác gì một tên dè dặt đáp là dương sư huynh đệ tử thứ tư của viện trưởng việc ban phát lệnh bài hạo văn đều do huynh ấy phụ trách vậy mà lại là đệ tử của thiên giám quốc sư trước đây tần phong đã tìm hiểu qua thiên giám quốc sư có tất cả bảy vị đệ tử mỗi người đều tinh thông một lĩnh vực khác nhau có người tinh thông nông học có người tinh thông binh pháp có người tinh thông trị quốc không ai giống ai nhưng có thể trở thành đệ tử của thiên giám quốc sư không ngoại lệ đều là những văn thánh đạo giả thiên phú dị bẩm tần phong giật mình nhưng suy nghĩ của hắn không hề thay đổi vì thân phận của đối phương huynh ấy ở đâu tên kia nuốt nước bọt chỉ tay về phía một tòa lầu cao trên thanh sơn tòa lầu đó chính là đăng thiên lâu nơi được đồn đại là nơi ở của thiên giám quốc sư dương sư huynh đang ở tầng một đăng thiên lâu người đến đó là có thể tìm thấy huynh ấy nghe vậy tần phong lập tức rời đi chỉ để lại hai tên học trò gác cổng nhìn đường rảnh sâu trên nền đất trong lòng vẫn còn sợ hãi đăng thiên lâu không phải là nơi dễ vào cho dù là hoàng thân quốc thích muốn vào đăng thiên lâu cũng phải có thánh chỉ của minh hoàng dù sao thì trên đỉnh đăng thiên lâu, vị lão thần tiên còn sống, thiên giám quốc sư, vẫn đang quan sát nhân gian. Ban đầu Tần Phong cho rằng muốn vào đăng thiên lâu, nhất định phải tốn một phen công phu. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, hắn vừa đến trước đăng thiên lâu, đã có một nam tử áo trắng xuất hiện. Chính là người đã đến Tần Gia tuyên đọc thánh chỉ ngày hôm qua. Nam tử nhìn Tần Phong, cao mày nói, ngươi đến Phụng Thiên Thành từ hôm qua, tại sao hôm nay mới đến hạo văn viện trình diện vẫn là giọng điệu cao cao tại thượng đó tần phong vừa định mở miệng phản bác nhưng nam tử áo trắng đã trực tiếp xua tay nói thôi ta không có hứng thú với lý do của ngươi ta tên là phí tuần ngươi cũng có thể gọi ta là phí sư huynh mau đi theo ta dương sư huynh muốn gặp ngươi hoàn toàn không nghe người khác nói tần phong nhịn không được nữa định trực tiếp nói rõ ràng nhưng đột nhiên sững sờ bởi vì dương sư huynh trong miệng người này không ngoài dự đoán hẳn là dương sư mà hai tên học trò gác cổng kia đã nói nói cách khác chẳng phải là nói rõ nam tử trước mặt này cũng là đệ tử của thiên giám quốc sư sao nam tử áo trắng dường như nghĩ đến điều gì đó lại quay người nói phí sư huynh cái gì tạm thời đừng gọi như vậy ngươi còn chưa chắc đã vượt qua được khảo nghiệm của lão sư gọi thế nào cũng được dù sao sau hôm nay chúng ta sẽ không gặp lại Hả, chờ đã, khảo nghiệm. Khảo nghiệm gì, lão sư mà ngươi nói là ai? Chẳng lẽ là vị kia ở trên kia, Tần Phong kinh ngạc hỏi. Ngoài thiên giám quốc sư ra, thì lão sư của ta còn có thể là ai? Phí tuần dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, kẻ ngu dốt như vậy sao có thể lọc vào mắt xanh của lão sư, còn để lão sư đích thân đến Tấn Dương Thành đưa lệnh bài hạo văn cho hắn ta chứ? Tần Phong đứng ngay người tại chỗ, Hắn cảm thấy lượng thông tin trong câu nói này thật sự quá lớn. Có ý gì, Thiên giám quốc sư coi trọng hắn, còn muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng hắn và Thiên giám quốc sư hẳn là không có bất kỳ giao tình nào mới đúng. Chẳng lẽ là vì chuyện ở thư lương thành, khiến Thiên giám quốc sư cảm thấy hắn là một nhân tài có thể bồi dưỡng, Tần Phong có chút choáng váng, khi hoàn hồn lại, hắn đã đi theo phí tuần đến tầng 1 của Đăng Thiên lâu. Bên cạnh án thư chất đầy sách một nam tử trung niên mặc áo xanh đang cầm quyển sách chăm chú đọc nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha